Xin chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Đỗ Thị Kim Chính, giáo viên của trường Trung học Phổ thông Đức Hòa. Hôm nay cô rất vui vì đồng hành cùng các em tìm hiểu nội dung chủ đề tự hoàn thiện bản thân trong chương trình giáo dục công dân lớp 10. Các em thân mến, chắc chắn ai trong các em cũng đều biết câu chuyện chạy đua giữa rùa và thỏ. Câu chuyện không chỉ giáo dục cho chúng ta cần phải có thái độ tôn trọng, không xem thường, không hống hách đối với những người xung quanh, mà còn chỉ ra được nguyên nhân tại sao rùa thắng được thỏ. Đó là bởi vì rùa biết bản thân mình có điểm mạnh là biết phân tích ưu điểm hạn chế của thỏ, có sự kiên trì, điểm yếu là chậm chạp. Từ đó rùa phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Cuối cùng, rùa đã chiến thắng. Nói như vậy để khẳng định được rằng nhận thức điểm mạnh, điểm yếu của bản thân sẽ có vai trò vô cùng quan trọng, góp phần giúp cho chúng ta thành công hơn, có kế hoạch tự hoàn thiện bản thân tốt hơn. Như vậy, tự nhận thức, tự hoàn thiện bản thân là gì? Chúng ta cần làm gì để tự hoàn thiện bản thân? Mời các em sẽ tìm hiểu trong chủ đề ngày hôm nay. Trong chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung cụ thể sau đây. Thứ nhất, thế nào là tự nhận thức về bản thân? Thứ hai, tự hoàn thiện bản thân. Thứ ba, tự hoàn thiện bản thân như thế nào? Trong nội dung chủ đề này, theo quy định của công văn 4040 của Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo dục Trung học năm 2021, hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, thì phần thứ ba, tự hoàn thiện bản thân như thế nào, cô sẽ hướng dẫn các em thực hành. Để tìm hiểu nội dung chủ đề, cô xin mời các em xem một đoạn video ngắn. Trong lúc xem video, các em nhớ ghi chú lại những câu hỏi mà các nhân vật đã nhắc đến. Bạn là ai? Bạn là ai? Bạn là ai? Tuổi 20, tuổi 25 và tuổi 30, tuổi 35. Có lẽ là những cái giai đoạn đó là những cái thời khắc mà người ta suy nghĩ nhiều về cái câu hỏi mà tôi là ai. Tôi là Hoàng Thùy. Ây yo, Đen Vong, xin chào tất cả mọi người. Mình là Dị Đặng, một cô gái thích xây dịch và kể chuyện thông qua những cái thước phim. Mình là Nhiếp Ảnh Gia. Điều gì khiến bạn trở nên đặc biệt? Có lẽ là mái tóc xoăn. Đây này. Khác. Hãy miêu tả về bản thân bằng 3 từ. Có 3 từ thôi ạ. Bình dân. Khuôn mặt xinh đẹp. Tử tế. Bạn cảm thấy thiếu tự tin nhất khi nào? Bản thân mình không tự tin khi nhìn vào camera. Thiếu kiến thức về một vấn đề nào đó. Điều gì khiến bạn tự hào? Luôn biết mình là ai và vị trí của mình ở đâu. Vậy còn bạn? Vậy còn bạn? Bạn là ai? Đoạn video này được xây dựng từ chiến dịch truyền cảm hứng Tôi là ai, được thực hiện bởi Apple, kết hợp cùng câu chuyện của những nhân vật nổi tiếng như siêu mẫu Hoàng Thùy, rapper Đen Phâu, Nhĩ Đặng. Trong đoạn video đã đề cập đến những câu hỏi: điều gì khiến bạn trở nên đặc biệt? Điều gì khiến bạn tự hào? Điều gì khiến bạn thiếu tự tin? Việc trả lời những câu hỏi đó chỉ là những bước đệm để tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn. Tôi là ai? Chúng ta biết rằng họ luôn mong muốn tìm được bản thân mình là ai, và chúng ta cũng như vậy. Muốn tự tìm hiểu bản thân mình thì các em hãy liệt kê câu trả lời cho các câu hỏi. Em có ưu điểm và khuyết điểm gì? Em thích hay ghét điều gì ở bản thân và ở người khác? Em tự tin hay thiếu tự tin khi nào, về điều gì? Khi trả lời được những câu hỏi này thì phần nào em đã nhìn nhận, đánh giá được chính bản thân mình. Khi chúng ta biết nhìn nhận, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hành vi, việc làm, khả năng, thái độ, tức là chúng ta đã biết tự nhận thức về bản thân. Vậy tự nhận thức về bản thân là gì? Tự nhận thức về bản thân là biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Các nhân vật trong chương trình đã nhận thức được bản thân mình là ai? Đen Vâu là người gửi gắm tất cả mong muốn, ước mơ và mưu cầu vào trong âm nhạc. Hoàng Thùy là người dám đối đầu với thử thách, biến thử thách thành cơ hội để phấn đấu trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Nhị Đặng là người làm những cái theo tự nhiên, hướng về hạnh phúc. Việc xác định được mình là ai, là người như thế nào sẽ giúp chúng ta hiểu ai cũng đều sẽ có điểm mạnh, điểm yếu riêng, không ai là hoàn thiện hoàn toàn để tự cao,
và cũng không ai chỉ toàn khiếm khuyết để tự ti. Tôi xin mời các em xem những minh chứng để chứng minh cho kết luận trên. Thần đồng âm nhạc Mozart, ông có điểm mạnh là năng khiếu về âm nhạc, khả năng thiên bẩm về ngôn ngữ, nhưng ông có điểm yếu là mắc nhiều rối loạn thần kinh với biểu hiện giật cơ, nhại lời người khác, lặp lại lời chính mình, biểu cảm gương mặt kỳ lạ. Dù có mặt hạn chế như thế, nhưng ông vẫn là thiên tài âm nhạc, là một trong những người khởi xướng trường phái âm nhạc cổ điển. Nhân vật thứ hai đó là Lê Hương Giang. Lê Hương Giang có điểm mạnh là giọng truyền cảm, sống tích cực, lạc quan, có ý chí phấn đấu. Và Lê Hương Giang có điểm yếu là khuyết tật mắt bẩm sinh. Sau bao nhiêu cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, Lê Hương Giang đã trở thành MC khiếm thị đầu tiên của đài truyền hình Việt Nam, là đại biểu được tôn vinh trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2020. Dù là người nổi tiếng hay là người bình thường, đều sẽ có những điểm mạnh, điểm yếu nhất định. Điểm yếu đó không phải chỉ ở yếu tố bên ngoài như yếu tố ngoại hình, yếu tố ngoại cảnh, mà điểm yếu đó có thể là nằm sâu ở yếu tố bên trong, như tâm lý, tính cách. Điều quan trọng là trong mọi tình huống, chúng ta hiểu được chính bản thân mình. Bởi việc tự nhận thức về bản thân không phải là điều dễ dàng, nhưng nó lại có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Vậy ảnh hưởng như thế nào? Các em hãy cùng cô làm một bài tập để tìm hiểu. Bài tập: chọn các đáp án đúng. Tự nhận thức về bản thân ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chúng ta? A. Hiểu đúng, có quyết định lựa chọn đúng, phù hợp với khả năng của bản thân, giao tiếp phù hợp với người khác, khả năng thành công cao. B. Hiểu bản thân theo hướng quá đề cao ưu điểm, mong muốn mọi người thừa nhận, khát vọng thành công bằng mọi hình thức. C. Hiểu bản thân theo hướng quá đề cao khuyết điểm, không muốn thể hiện bản thân, không phấn đấu, không có mục tiêu. D. Hiểu rõ ưu khuyết điểm của bản thân sẽ giúp chúng ta có kế hoạch rèn luyện, phát huy ưu điểm, cải thiện khuyết điểm. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A và D. Bởi vì chúng ta có hiểu đúng, chúng ta sẽ quyết định đúng, có kế hoạch phấn đấu và rèn luyện, từ đó cơ hội thành công chúng ta sẽ cao hơn. Chính vai trò quan trọng này, cho nên tự nhận thức về bản thân được xem là một kỹ năng sống rất cơ bản của con người. Tuy nhiên, chúng ta không dừng lại ở giai đoạn tự nhận thức về bản thân, mà chúng ta phải tiến hành giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn tự hoàn thiện bản thân. Chúng ta tìm hiểu nội dung tự hoàn thiện bản thân thông qua tìm hiểu nội dung câu chuyện về Bác. Đó là câu chuyện Bác Hồ bỏ thuốc lá khi nào. Xin mời các em cùng đọc câu chuyện. Bác tự nhận Bác có thói quen xấu là hút thuốc lá. Đồng chí Vũ Kỳ, nguyên thư ký riêng của Bác Hồ, đã được Bác Hồ tâm sự. Do giả vờ hút thuốc để có lý do quay lại thùng rác Phước Quê Diêm, có dịp quan sát xung quanh liệu cách đối phó với mật thám Pháp nên hút thuốc thành thói quen. Rồi Bác tự đề ra chương trình bỏ thuốc dần dần. Lúc đầu là giảm số lượng điếu hút trong ngày. Khi thèm hút thuốc, Bác làm một việc gì đó để thu hút sự chú ý tập trung. Tuổi đã già phải làm như vậy, thật quá vất vả. Bác bảo đồng chí giúp việc để cho Bác một vỏ lọ penicillin ở nơi làm việc và phòng nghỉ. Hút chừng nửa điếu, Bác dụi đi, để vào lọ đó. Sau hút lại nửa điếu để dành. Anh em càng bảo, thuốc lá hút dở không có lợi. Bác bảo, nhưng hút để có cử. Với cách làm đó, Bác đã giảm từ cả bao xuống còn 3-4 điếu một ngày. Cứ như vậy, Bác hút thưa dần. Đầu tháng 3 năm 1968, nhân lúc bị cảm ho nhẹ, Bác tự quyết định bỏ hẳn. Thông qua câu chuyện này, chúng ta đã học được gì từ tấm gương của Bác? Xin mời các em cùng suy nghĩ câu trả lời. Câu trả lời chắc chắn là các em đã tìm ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua vài ý quan trọng về những điều chúng ta đã học được từ tấm gương của Bác. Thứ nhất, đó là tinh thần vượt lên khó khăn trở ngại. Khó khăn trở ngại ở đây là tuổi tác, sự thèm thuốc. Thứ hai, đó là rèn luyện. Bác đã giảm số lượng điếu hút, làm việc gì đó để giảm sự tập trung. Thứ ba, khắc phục khuyết điểm. Bác nhận định một trong hai khuyết điểm lớn nhất của Bác đó là hút thuốc lá. Thứ tư, phát huy ưu điểm, đó là sự kiên trì, quyết tâm. Quá trình Bác bỏ thuốc lá là quá trình Bác tự hoàn thiện bản thân mình.
Như vậy tự hoàn thiện bản thân là gì? Dựa vào những gì chúng ta đã phân tích, xin mời các em điền vào những chỗ còn trống để hoàn thành khái niệm. Tự hoàn thiện bản thân là vượt lên mọi khó khăn trở ngại, không ngừng lao động, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm, học hỏi điểm hay, điểm tốt của người khác để bản thân ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn. Cô giới thiệu với các em, cái nhân vật là tấm gương tự hoàn thiện bản thân, cô sếp ở cục A. Và quá trình cái nhân vật này thực hiện tự hoàn thiện bản thân, cô sếp ở cục B. Nhiệm vụ của các em là nhớ lại kiến thức đã học và tìm hiểu thêm thông tin trên mạng để làm bài tập, nối cục A và B sao cho có thông tin đúng và hoàn chỉnh. Đáp án đúng của chúng ta là 1B. Ông Mạc Đỉnh Chi, ông không có điều kiện học do nhà nghèo. Ông phải duy trì việc học bằng cách học mỗi lúc mọi nơi, đốt củi lá cây để lấy ánh sáng đọc sách. Ông đã trở thành Lượng Quốc Trạng Nguyên. Đáp án đúng tiếp theo đó là đáp án 2A. Ông Cao Bá Quát, ông viết chữ xấu, biết được hạn chế của mình như thế nên ông đã tập luyện viết chữ đẹp bằng cách cầm cây vạch lên cột nhà, mượn sách chữ viết đẹp để làm mẫu. Ông trở thành người văn hay chữ tốt. Đáp án đúng tiếp theo là đáp án 3D. Thầy Nguyễn Ngọc Ký, thầy bị liệt cả hai tay, thầy nuôi ước mơ được đi học nên đã tập viết bằng chân. Trở thành giáo viên dạy văn, sau này thầy được nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú. Đáp án đúng cuối cùng là đáp án 4C, bạn Vũ Thị Quyên. Bạn mắc bệnh xương thủy tinh, mà người khuyết tật thì khó tìm được việc làm, nhưng bạn đã kiên trì vừa làm vừa học. Hiện tại bây giờ bạn đang là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn We Edit Việt Nam. Trong số những tấm gương này, cô mời các em xem đoạn video về quá trình thầy Nguyễn Ngọc Ký thực hiện tự hoàn thiện bản thân. Tuổi thơ bất hạnh nhưng ham học. Nguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28 tháng 6 năm 1947, quê ở xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em. Từ khi sinh ra đến trước 4 tuổi thì Nguyễn Ngọc Ký là đứa trẻ phát triển hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên vào năm 1951, lúc ấy ông mới 4 tuổi, sau trận ốm nặng, cả hai tay cậu bé Ký đã chả khác nào hai cục thịt nặng nặng, lủng lẳng đeo vào hai bên mình. Hai cánh tay bị liệt ấy luôn buông thõng và chẳng cử động được. Khi ấy ông luôn mang trong mình cảm giác bất lực, buồn tủi đau đớn như con chim non vừa tập bay đã bị gãy cánh. Là con trai út duy nhất trong gia đình nên Nguyễn Ngọc Ký cảm nhận được tiếng thở dài giấu kín của cha mẹ. Bao hy vọng vào đứa con trai duy nhất có tư chất thông minh và tương lai sáng lạng đã tan biến. Thương cha mẹ, Nguyễn Ngọc Ký âm thầm nuôi mơ ước đi học như bạn bè cùng trang lứa. Năm 7 tuổi, ông lân la đến trường, đứng ngoài xem các bạn học, nghe cô giáo giảng bài. Về nhà ông bắt đầu hì hụi, thử nghiệm tập viết. Trong cái khó đã ló cái khôn, khi nhìn những vân vẽ bằng mỏ của chú chim gáy ở trên lá, Nguyễn Ngọc Ký đã nghĩ ngay đến việc dùng miệng để viết. Bao hào hứng thực hiện, nhưng vừa ngậm bút chì vào miệng, run rẩy vạch lên trang giấy, thì Nguyễn Ngọc Ký cảm thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng. Tuy nhiên, thua keo này ông lại bày keo khác. Khi nhìn thấy gà bới đất tìm mồi thì ông Ngọc Ký chợt lóe lên ý nghĩ viết chữ bằng chân. Thế là ông thử sức tập viết bằng bút chì, bằng gạch non mọi lúc mọi nơi, ở bất cứ nơi nào, trên bất cứ chất liệu nào, giấy, bản, sơn gạch, đủ thứ hình thù. Thời gian đầu tập viết đối với Nguyễn Ngọc Ký cứ như một cực hình. Ông cầm cùi viết đi viết lại nhiều lần và viết cho kỳ được mới thôi. Như một chiến binh can trường, một chú lính chì dũng cảm, ông chiến đấu không ngừng nghỉ để bắt các ngón chân phải chịu khuất phục và phải tuân theo ý của mình. Thành công đầu đời. Không dừng ở việc biết viết, lên cấp 2 Nguyễn Ngọc Ký ước mơ học giỏi môn toán. Viết chữ đã khó, sử dụng đồ dùng học toán thì còn khó hơn nhiều, nhất là dùng compa. Quay bằng một chân mỗi lần chỉ vẽ được nửa vòng tròn. Quay bằng cách mỗi chân cầm một càng compa thì khẩu độ lại luôn thay đổi. Thương ông, không ít bạn bè ái ngại đã khuyên bỏ cuộc, nhưng dường như càng trong hoàn cảnh khó khăn, càng giúp Nguyễn Ngọc Ký thêm bền chí. Ông vẫn miệt mài tập viết, tập vẽ và rèn giũa không ngừng. Không phụ công người kiên trì mài sắc, kết quả mang đến cho ông thật kỳ diệu. Nguyễn Ngọc Ký đã viết được từ những chữ đơn giản đến chữ khó, đã ký được tên mình, đã tự viết được bài học của mình, vẽ được hình bằng thước và compa.
đã nâng điểm bài tập chép từ điểm 5 lên điểm 9, điểm 10. Bàn chân của ông đã trở thành cánh tay, không chỉ giúp ông cầm bút mà cầm kéo, cầm dao làm thủ công, làm lồng chim, cắt hoa giấy, tự cầm thìa xúc cơm, tự cầm kim khâu vá, thêu bông hoa sen lên áo. Nhờ sự cố gắng tuyệt vời đó, Nguyễn Ngọc Ký đã được đi học và học rất giỏi. Năm 1962, Ngọc Ký được Bác Hồ tặng huy hiệu cao quý của người. Năm 1963, Ký tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi toán toàn quốc và xuất sắc đứng thứ 5, ông lại được tặng huy hiệu cao quý lần thứ 2. Bén duyên với nghề giáo. Lên cấp 3, theo lời động viên của bạn bè khắp nơi trên cả nước, Nguyễn Ngọc Ký đã chọn ngành văn. Năm 1966, ông nhận được giấy báo nhập học ngành ngữ văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đây là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất thời đó. Bạn bè cùng trang lứa của ông thời đó là bà Nguyễn Thị Kim Cúc, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhà văn Lê Quang Trang, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Bế Kiến Quốc, nhà văn Nguyễn Hiếu, nhà lý luận phê bình Lê Thành Nghị đã giúp đỡ ông rất nhiều, nhất là thời gian trường sơ tán lên Đại Từ Thái Nguyên. Trong 4 năm học đại học, dù bệnh tật luôn đe dọa đến tính mạng, song Nguyễn Ngọc Ký vẫn miệt mài đèn sách. Ông quan niệm xa trường xa lớp nhưng không xa sách vở. Năm 1970, ông bảo vệ thành công luận văn và tốt nghiệp ra trường. Sau đó, nghe lời khuyên của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyễn Ngọc Ký trở về quê dạy học. Tuy vậy, để có thể giảng bài với đôi tay tật nguyền, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký đã suy nghĩ tìm tòi nhiều phương pháp, cách thức dạy học mới. Xem xong, chắc chắn các em đã hình dung phần nào thầy Nguyễn Ngọc Ký không chỉ vượt qua khó khăn về đôi tay không lành lặn, bàn chân cố gắng viết để có con chữ, mà thầy còn học tập rèn luyện không ngừng để trở thành giáo viên của bao nhiêu thế hệ. Cho nên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký là đại diện cho sự phấn đấu phi thường và kỳ diệu, là tấm gương sáng cho các bạn trẻ hôm nay, nhất là những người khuyết tật noi theo. Tấm gương thầy Nguyễn Ngọc Ký và những tấm gương khác, như cô đã giới thiệu, như ông Mạc Đỉnh Chi, ông Cao Bá Quát và bạn Vũ Thị Nguyên, dù sống ở những giai đoạn khác nhau nhưng nhu cầu phải tự hoàn thiện bản thân là giống nhau. Tự hoàn thiện bản thân trở thành yêu cầu tất yếu đối với tất cả mọi cá nhân trong xã hội, đặc biệt là thanh niên ngày nay. Vì vậy có thể khẳng định, tự hoàn thiện bản thân là một phẩm chất quan trọng của người thanh niên trong xã hội hiện đại. Để việc tự hoàn thiện bản thân có hiệu quả, có định hướng, thì chúng ta cần căn cứ vào những tiêu chí cụ thể của xã hội. Riêng đối với độ tuổi thanh niên, đã có những tiêu chí mà Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai. Đây là cơ sở, là căn cứ để thanh niên học tập, phấn đấu, rèn luyện mình. Cô giới thiệu với các em 12 tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, giai đoạn 2018-2022. Thứ nhất, có lý tưởng cách mạng. Thứ hai, bản lĩnh vững vàng. Thứ ba, giàu lòng yêu nước. Thứ tư, đạo đức trong sáng. Thứ năm, lối sống văn hóa. Thứ sáu, tuân thủ pháp luật. Thứ bảy, tiên phong hành động. Thứ tám, sáng tạo không ngừng. Thứ chín, học tập liên tục. Thứ mười, có sức khỏe tốt. Thứ 11, kỹ năng phù hợp. Thứ 12, khát vọng vươn lên. Năm 2021, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn nhấn mạnh 4 tiêu chí để thanh niên phấn đấu rèn luyện. Đó là: thứ nhất, có lý tưởng cách mạng. Thứ hai, giàu lòng yêu nước. Thứ ba, tiên phong hành động. Thứ tư, sáng tạo không ngừng. Trong mùa dịch Covid-19, trong rất nhiều hoạt động, thanh niên đã thể hiện được khả năng tự hoàn thiện bản thân đúng hướng theo những tiêu chí mà Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã đề ra. Các em có thể thấy đây là những hình ảnh đẹp mà thanh niên Long An đã góp phần thể hiện vai trò sáng tạo, tiên phong của mình. Không chỉ tham gia hoạt động cộng đồng, thanh niên học sinh còn thực hiện tự hoàn thiện bản thân khi tham gia hoạt động học tập. Các em phải không ngừng bổ sung kiến thức các bộ môn, đồng thời rèn luyện kỹ năng mềm. Bởi thực tế đã chứng minh, người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng mềm họ được trang bị. Mỗi ngày các em học tập là mỗi ngày các em giảm thiểu khiếm khuyết của bản thân, bồi đắp ưu điểm để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn, như hành động của một bạn trong tình huống sau. Là học sinh của trường Trung học Phổ thông X, trong tháng 9 năm 2021, bạn Y tham gia học tập trực tuyến. Bạn Y đã học cách sử dụng Zoom Meeting
Google Meet và phối hợp với giáo viên khi từng bước làm quen với những ứng dụng như Asuta, Kahoot, Menti. Ngoài ra, Y còn rèn luyện các kỹ năng cần thiết khi học tập tại nhà. Tại sao Y còn phải học hỏi rèn luyện thêm những nội dung đã kể trên? A. Vì giúp Y hoàn thiện hơn, phát triển hơn. B. Vì yêu cầu xã hội trong tình hình mới. C. Vì Y muốn thể hiện bản thân mình vượt trội. D. Vì ba mẹ Y bắt buộc Y phải học cho giống bạn bè. Mời các em cùng suy nghĩ để tìm ra các đáp án đúng. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A và đáp án B. Bởi vì thứ nhất, chúng ta học tập nhiều hơn, thì vốn tri thức về công nghệ thông tin và các kỹ năng của chúng ta cũng tăng lên. Vì dĩ nhiên chúng ta sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn chính chúng ta vào trước ngày chúng ta chưa tìm hiểu như học. Thứ hai, việc học tập trực tuyến là hoạt động diễn ra theo xu thế tất yếu của thời đại. Đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh COVID vẫn còn, nên học tập trực tuyến là yêu cầu của xã hội trong tình hình mới. Tóm lại, học sinh phải lựa chọn hoặc là học tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng để phát triển, để đáp ứng yêu cầu của xã hội, hoặc là không học, bị thụt lùi, đào thải khi không biết sử dụng các phần mềm, ứng dụng và rèn luyện các kỹ năng phù hợp. Đây cũng là nguyên nhân giải thích vì sao phải tự hoàn thiện bản thân. Trên cơ sở phân tích bài tập, cô làm rõ thêm nguyên nhân giải thích vì sao phải tự hoàn thiện bản thân. Đó là ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng, nhân vô thập toàn, cho nên phải tự hoàn thiện bản thân để bản thân tốt hơn, tiến bộ hơn. Mặt khác, xã hội đang ngày càng phát triển thì càng đặt ra những yêu cầu mới. Ví dụ học sinh trước đây chỉ cần chăm chỉ là chủ yếu, nhưng ngày nay thì từng bước xã hội cần nhiều hơn như thế. Học sinh cần phải biết sáng tạo, có tri thức công nghệ 4.0 và phải đạt tiêu chuẩn về ngoại ngữ. Bắt buộc chúng ta phải đáp ứng, nếu không chúng ta sẽ bị đào thải. Như vậy rõ ràng, chúng ta phải thực hiện tự hoàn thiện bởi ý nghĩa của hoạt động này đem lại, đó là giúp bản thân mình ngày càng phát triển và đáp ứng được đòi hỏi của xã hội. Thế nhưng quá trình tự hoàn thiện bản thân không phải dễ dàng. Ở lứa tuổi trung học phổ thông, các em chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện sống và hoạt động. Nếu các em không ý thức được việc phải cố gắng vượt qua trở ngại, thách thức để tự hoàn thiện bản thân thì rất dễ xảy ra tình trạng bị tụt hậu, thậm chí sa đà vào chuyện vi phạm pháp luật. Những hình ảnh đau lòng này tất cả chúng ta đều không muốn thấy, cho nên cô hy vọng các em hiểu bất cứ ai cũng có vấn đề của chính mình. Quan trọng là chúng ta phải có ý thức, khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm, vượt qua những chướng ngại để đạt mục tiêu đặt ra. Từ đó, tự hoàn thiện bản thân sẽ thành công hơn. Chúng ta có thể cụ thể hóa bằng cách điền vào bảng gợi ý dưới đây. Đầu tiên, xác định mục tiêu của mình là mình mong muốn gì. Sau đó kiểm chứng lại mình có điểm mạnh, điểm yếu gì liên quan đến mục tiêu mình đặt ra. Mình cần thời gian bao lâu để hoàn thành? Biện pháp nào giúp mình đạt kết quả? Mình có những thuận lợi gì để giúp cho mục tiêu có thể thực hiện dễ dàng? Và những khó khăn gì cản trở khiến việc thực hiện mục tiêu bị chậm lại? Cô lấy một ví dụ. Bạn B đang học lớp 10, bạn B bị mất căn bản môn tiếng Anh. Bạn đặt ra mục tiêu là đạt 5 điểm thi tốt nghiệp trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Bạn xác định được điểm mạnh của mình là sự siêng năng, kiên trì, sống có kế hoạch. Điểm yếu là vốn từ vựng còn hạn chế, dễ nhầm lẫn các công thức, thiếu tự tin khi nghe và đọc. Thời gian thực hiện mục tiêu là 3 năm. Biện pháp là chia nhỏ mục tiêu thành từng giai đoạn, chăm học từ vựng, làm bài tập áp dụng để nhớ lâu phần công thức, ngữ pháp, đọc những đoạn văn từ dễ tới khó, học thêm trên mạng. Bạn cũng xác định thuận lợi của mình là ba mẹ tạo điều kiện cho việc học tiếng Anh, thầy cô và bạn bè hỗ trợ giúp đỡ về tài liệu, hướng dẫn về cách học. Khó khăn là cám dỗ từ những niềm vui khác, một vài bạn tỏ thái độ xem thường khi bạn cố gắng thực hiện kế hoạch. Trong các biện pháp này, cô lưu ý với các em biện pháp là chia nhỏ mục tiêu thành từng giai đoạn. Bạn B muốn đạt được mục tiêu trong 3 năm, thì chúng ta có thể chia nhỏ thành mục tiêu của từng năm, sau đó chia nhỏ thành mục tiêu từng tháng, rồi quy về con số liệu cụ thể của từng ngày. Một ngày, bạn phải học được bao nhiêu từ vựng mới, bao nhiêu công thức. Khi bạn B hoàn thành mục tiêu của từng ngày, sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu của từng tháng, rồi từng năm, sau đó là 3 năm. Hãy nhớ, bắt đầu từ hôm nay bằng những việc đơn giản nhất. Các em nhớ làm bài tập thực hành này
như theo bản gợi ý của cô. Chúng ta đã tìm hiểu đầy đủ những nội dung trong chủ đề ngày hôm nay. Các em hãy tự kiểm tra lại phần kiến thức để tiếp thu bằng cách làm các bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Biết nhìn nhận đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, được gọi là hoạt động. A. Thực tiễn. B. Tự nhận thức về bản thân. C. Nhận thức. D. Tự hoàn thiện bản thân. Nội dung này nằm ở mục đầu tiên chúng ta đã tìm hiểu, đó là tự nhận thức về bản thân. Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Câu 2. Người không biết tự hoàn thiện bản thân sẽ trở nên A. Lạc hậu. B. Tự tin. C. Hạnh phúc hơn. D. Tốt hơn. Người không biết tự hoàn thiện bản thân sẽ có kết quả không tốt. Trong 4 đáp án, chỉ có đáp án A đáp ứng được nội dung đó. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. Câu 3. Em tán thành với ý kiến nào dưới đây? A. Trẻ em không cần phải tự hoàn thiện bản thân. B. Tự hoàn thiện bản thân là việc làm không cần thiết. C. Chỉ có người yếu kém mới cần phải tự hoàn thiện bản thân. D. Tự hoàn thiện bản thân là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người. Sau khi học xong bài, các em đã có thể nhìn nhận được rằng tự hoàn thiện bản thân là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người, và đặc biệt tự hoàn thiện bản thân là phẩm chất quan trọng đối với người thanh niên trong xã hội hiện đại. Như vậy đáp án đúng là đáp án D. Câu 5. Một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong câu nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng của Tôn Tử là A. Tự nhận thức về bản thân. B. Ý thức sống vì mọi người, vì cộng đồng. C. Quan tâm đến tình hình ở địa phương. D. Lắng nghe để nhận xét đúng về người khác. Liên quan đến nội dung của bài học, cụm từ biết ta trong câu nói của Tôn Tử đã nhắc đến nội dung khi chúng ta biết nhìn nhận, đánh giá về bản thân mình, tức là chúng ta biết tự nhận thức về bản thân. Đáp án đúng chúng ta chọn là đáp án A. Câu 6. Câu nào dưới đây không nói về tự hoàn thiện bản thân? A. Miệng nam mô, bụng bầu dâu găm. B. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. C. Học thầy không tày học bạn. D. Học đi đôi với hành. Đáp án đúng là đáp án A, bởi vì chỉ có đáp án A là nói đến con người không tốt. Miệng thì nói lời từ bi, nhân nghĩa đạo đức, nhưng trong lòng thì nham hiểm độc địa. Còn ba đáp án còn lại đều nói về sự kiên trì học tập của con người. Các em thân mến, chúng ta đang sống trong bối cảnh hội nhập, đòi hỏi chúng ta không ngừng học tập, rèn luyện và tiến bộ. Muốn được như thế, phải có quá trình định vị bản thân, tự đặt cho mình những câu hỏi và giải đáp các câu hỏi để hoàn thiện bản thân mình, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Và ngay trước mắt, thời kỳ hậu Covid, xã hội và con người sẽ đối diện với muôn ngàn thách thức. Muôn ngàn thách thức đó cũng mở ra cho chúng ta muôn vàn cơ hội được thử sức, được thể hiện, được dùng phiên bản tốt nhất của chính mình góp phần vào công cuộc khôi phục nền kinh tế. Như lời dạy của bác, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Vậy các em hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình, việc nhỏ các em có thể làm là gì? Chủ đề ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng. Thân ái chào tạm biệt.